Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 41. Chú ư? Nếu không vì đã biết ở đây có trẻ con từ trước, có lẽ Viêm Thác đã mất hồn mất vía trước câu chủ bất ngờ này rồi. Anh bật đèn điện thoại lên, soi về phía phát ra tiếng nói. Vùng cỏ lau đó lắc lư liên hồi, có một đứa trẻ con đang vất và bỏ ra ngoài. Đúng là đứa bé mặc áo hốt đi xanh vàng mà khi trước anh nhìn thấy. Nó đội mũ trùm kín giấu, cơ thể run rẩy, hai tay giấu trong ống ảo bẩn thỉu. Theo động tác cơ thể, nó tiếp tục gọi những câu nói mơ hồ mang theo chút run rẩy, "Chú ơi, bị thương à?" Nói thật lúc đèn xe của gấu đen quét qua, Viêm Thác cũng không rõ đứa bé này có bị xe chẹt vào không anh vội vàng chạy tới cúi người giơ tay định đỡ nó. Ngay khi tay vừa chạm vào vai đứa bé, viêm thác đã nhận thấy điểm gì đó không thích hợp. Giờ nhớ lại mới thấy hai câu chú ơi của đứa bé này có ngữ điệu y hệt nhau, không giống tiếng nói tự nhiên. Anh bừng tỉnh, vội vàng rụt tay lại nhưng chưa kịp đứng dậy thì đứa bé kia đã ngần đầu lên, kêu một tiếng rồi chộp tay về phía cổ họng anh. Nó không phải trẻ con đây quả thực là một cái đầu khiến người ta buồn nôn nhất mà viêm thác từng gặp thứ đầu tiên anh nghĩ tới là cào cào hay còn được gọi với cái tên khác là châu châu đương nhiên nó không có râu đầu có hình tam giác mùi miệng lệch xuống bên dưới đôi mắt lớn gấp đôi người bình thường mà lại sát lên trên đầu khiến phần giữa gương mặt nó trống không trông rất kinh dị vậy mà cái thứ chắc chắn không phải người này lại mặc áo hốt đi của con người và mới vài phút trước còn gọi anh là chủ nếu là người bình thường e là đã sợ đến mức ngã ngồi ra đất rồi. May mắn thay viêm thác cũng từng gặp được vài thử người bình thường khó có thể chấp nhận nổi ở dưới tầng hầm thứ hai của nông trường nên tố chất tâm lý còn tạm ổn. Anh lập tức nghiêng đầu tránh đi, sau gây đau nhói, mỏng nhọn của châu châu cao rách ra thịt anh không biết có phải ảo giác hay không mà anh còn cảm nhận được cải mỏng đó cào vào tận xương cốt với những tiếng ken két. May mắn anh tránh kịp trước cái móng vuốt này mà hơi dịch chỗ vào cổ họng hoặc động mạnh ở cổ là anh có thể chết ngay tại chỗ. Viêm thác tức điên lên, đã phăng nó ra theo phản xạ. Châu châu bị đá bay đi nhưng đối với loài động vật không xương sống, thân mềm thì cu đá ấy chẳng tỉnh là gì. Sau khi rơi xuống đất, châu châu lăn một vòng, đạp chân xuống đất rồi lại tiếp tục lao ra từ bụi cỏ lau. Đầu Đừng nói tới cái thứ không biết là gì này mà dù là mèo hoang nổi điên cũng chẳng có mấy ai muốn lên đọ sức cùng. Viêm thác co cẳng chảy, tiếng gió vù vù bên tai, vết thương cứ mãi chảy máu lại còn vừa nóng vừa rát. Tiếng kêu rồn rập bám giết sau lưng, lúc chảy lúc phải khiến người ta liên tưởng tới tiếng huyết sáo kinh dị phát ra khi tộc săn người đuổi bắt con mỗi. Viêm thác chạy luôn chân nhưng cũng không quên quay lại nã một phát súng. Tài bắn súng của anh không tệ, thành tích bắn bia di động gần như sành ngang với tay bắn chuyên nghiệp. Nhưng Châu Châu không phải bia ngắm, trong bóng đêm, cái bóng nhảy nhót của nó gần như thành một chuỗi ảnh. Bần trượt, viêm thác không dám ham chiến nữa, chỉ dồn sức chạy như điên. Nơi rất xa, hình thâm đứng im bất động, hai tay ngậm trong miệng tạo ra những tiếng huyết sáo lúc cao lúc thấp mà tay người chẳng nghe được. Tiếng thở dốc của viêm thác ngày càng nặng trong một khoảnh khắc anh bỗng ý thức được hiện tại châu châu không tấn công anh mà đang vờn bắt anh tựa như cách săn thú ngày xưa thợ săn sẽ thả chó đuổi theo con mối bị thương cho tới khi nó kiệt sức bỏ tay chịu trói không thể chạy tiếp như vậy được viêm thác dừng bước quay người lại tiếp tục dơ súng thêm lần nữa cố gắng ổn định tâm lý để có thể bắn chúng anh phát hiện vấn đề ở đây không phải anh có thể ổn định tâm lý hay không bởi vì vừa mới chạy gấp khiến máu lưu thông nhanh hơn. Cơ thể anh lúc này nóng kinh người mà thế giới trong mắt anh cũng thay đổi, chỗ thì méo mó. Mảnh đất bằng phẳng dưới chân bỗng nghiêng sang bên như một cánh đồng trôi nổi trên mặt nước, đang dập dềnh theo nhịp sóng. Châu châu như chạy tới từ bên trái, rồi lại có vẽ nhào tới từ bên phải. Viêm thắc nhầm chặt mắt rồi mở ra, muốn để đầu óc mình tỉnh táo hơn. Vừa mới mở mắt, một bóng đen đã nhào tới trước mặt châu châu rơi thẳng xuống mặt anh như từ trên trời xuống viêm thác ngã nhào xuống đất cả súng và điện thoại đều rơi khói tay không rõ súng rơi đi đâu còn điện thoại thì úp lưng xuống đất khiến ánh đèn chỉ chiếu được một vòng nhỏ ở quanh sau khi ngã xuống đất biết tình hình không ổn viêm thác vung nắm đấm nhưng chỉ đâm vào không khí trong khi tiếng kêu lạ thường kia cử đảo quanh mặt anh tựa như xung quanh anh toàn là châu châu lúc này anh cũng chẳng dành để lo chuyện đánh chúng mà chỉ có thể vung hai năm đâm vừa bảo vệ gương mặt vừa đấm loạn xung quanh. Chiều này không ngờ lại có tác dụng, có vài lần anh đã đâm chúng châu châu nhưng nó quá nhanh nhảy, bị đâm chúng cũng chẳng nề mà càng đánh nó càng tấn công mạnh hơn. Viêm thác cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, châu châu trong mắt anh cũng liên tục biến hình, lúc tròn lúc vuông cánh tay bả vai anh không biết đã ăn bao nhiêu cú cào của nó ông tay áo rách tươm máu chảy rào rào bỗng dưng cổ học anh lạnh toát móng nhọn của châu châu đã mò tới gương mặt khiến người ta buồn nôn của nó cũng kế sát vào mặt anh nó há miệng ra một cây lưỡi dài nổi đầy gai thịt thỏ ra viêm thác nảy lên một suy nghĩ đằng nào cũng chết thay vì nhắm mắt chịu chết chỉ bằng kéo nó chết chung lần trước đánh nhau với nhiếp cứu la anh có bảo cô là cô không có súng nhưng cô có răng cô đã đáp rằng bộ răng anh dụng hết rồi à đúng thế ai chẳng có răng anh dùng hết sức mình ngẩn đầu lên hả miệng cần vào gáy châu châu đúng lúc này người châu châu bỗng run lên như gặp ma cũng như bị lửa đốt quanh người nó lập tức buông viêm thác ra tháo chạy như sắp chết tới nơi viêm thác ngắn ra nhưng rồi lại thấy may mắn chút sức lực kéo châu châu chết chùm bỗng tan đi, anh ngã rắm xuống đất. Cách đó không xa có ánh đèn mỏng manh chiếu tới, đi cùng với nó là giọng nói nho nhỏ của nhấp cửu la, hình thâm. Để tiết kiệm thời gian, sau khi gọi xe nhấp cứu la chẳng thay đổi mà khoác luôn ba lô, ôm theo quần áo và giày lao xuống nhà. Sau khi lên xe cô còn hỏi tài xế, nhanh nhất thì bao lâu có thể tới đó. Tài xế nhìn đường đi, khoảng năm chục phút. Tâm trạng cô bông trùng xuống. Theo kinh nghiệm của cô, đánh nhau thường kết thúc rất nhanh. Tựa như việc đánh bất ngờ của cô thì chỉ 20 giây là xong chuyện. Mà kể cả đầu quyền anh, một hiệp cũng chỉ 3 phút 10 phút có khác nào tới đưa người đi cấp cứu không? Đợi cô tới mọi chuyện đều xong cả rồi. 4, nhanh nhưng cô cũng không thể không đi vì tưởng Bách Xuyên đã bảo cô là người gần nhất. Xe chạy vào đường, Nhấp Cửu La bảo tài xế, anh đưa tôi mã nhận tiền. Tài xế thắc mắc, cô hẹn xe trên app thì lát trả tiền qua hệ thống là được. Nhấp Cửu La cất ngang lời anh ta, có việc gấp mà nhận tiền. Tài xế lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn đưa cho cô, dù sau đó cũng là mã nhận tiền chứ không phải chuyển tiền. Anh ta vừa lái xe vừa mở mà nhận tiền, chia ra phía sau. Nhấp Cửu La quét mã trả tiền lát sau trong xe đã vang lên tiếng thông báo, tài khoản Alipay nhận 1.000 tệ. Gì? Tài xế không phản ứng kịp. Nhấp cửu la nêm áo khoác lên lưng hai chiếc ghế phía trước như một tấm mảnh ngăn cách hàng ghế trước sau rồi nói thật nhanh, số tiền này coi như phi xăng dầu của anh. Anh lái được nhanh chừng nào thì lái, nếu bị phạt tiền tỉnh hết vào tôi. Tôi thay đổi, anh đừng xem, nếu nhìn lên tôi sẽ kiện anh ra tòa. Với lại có lẽ tới đó tôi còn cần dùng xe. Anh đừng nhận đơn sau vội, cử nghe tôi sắp xếp chứ. Phí đường về tôi sẽ trả sau. Nghe vậy, tài xế hào hứng lắm. Con gái thay đó có gì đẹp chứ? Không xem, có tiến trong tay dù là tiên nữ mua thoát y anh ta cũng chẳng xem. Anh chàng tài xế giảm chân ga, thể hiện sự quyết tâm với nhiếp cửu la ở hàng ghế phía sau. Cô cứ yên tâm, trong thành phố chúng ta đi chậm chút phạt tiến là chuyện nhỏ nhưng nếu bị chặn lại thì phiền lắm. Ra khói thành phố không có cảnh sát nữa thì tôi sẽ bay luôn cho cô, ít nhất cũng giảm được 15 phút. 15 phút, nhiếp cửu la thấm thở dài, vẫn chưa đủ. Cô cởi quần áo thay sang áo lót thể thao, quần áo bó sát người, giày đế mềm bảo vệ mắt cá chân và găng tay hở ngón. Bộ đồ này được đặt làm riêng, quần áo và găng tay đều được may một tấm đệm ở những bộ phận quan trọng. Mặt trái của tấm đệm ấy là những lớp màng có độ dàn cao, mật độ dày làm vậy là để tránh bị cào, vì tâm đệm này có thể cạn được nhát cào mức chung. Cho dù da thịt bên dưới quần áo đã chảy máu thì chỉ cần những lớp màng kia không rách ra là vẫn an toàn. Thay quần áo, buộc chặt tóc và đeo cả khẩu trang cũng chỉ tốn chưa đến 10 phút. Thấy thời gian bỗng dư ra phân nửa, cô nhân cơ hội ấy gọi cho tường Bách Xuyên. Trên ghế lái, tài xế chủ tâm đạp ga nhưng không gian trong xe nhỏ nên dù nhấp cửu la có cố gắng nói nhỏ thì vẫn có vài câu nói không đầu không đuôi bay vào tai khiến anh ta mất tập trung sao anh ấy lại chủ động gây hấn bây giờ chúng ta chẳng biết gì về bên viêm thác nhờ người ta mạnh hơn thì sao có châu châu thì sao cái thứ đỏ tại sao không nhốt lại chó đội lốt người mà cứ dẫn đi khắp nơi các chú đi mất bao lâu thế thì cháu tới trước tìm được anh ấy cháu sẽ đợi đến khi các chú tới dối mới đi. Nói gì vậy? Tài xế cố gắng tưởng tượng nhưng chẳng thể nghĩ ra được một cốt truyện trọn vẹn, có là thế nào thì cũng không quá bình thường. Một cô gái xinh đẹp bình thường sẽ không dám bắt taxi một mình vào buổi tối. Cô gái này không chỉ muốn đến nơi hoang vắng mà còn khoe tiến và thay đồ trên xe. Nói chuyện cùng kỳ lạ nữa. Đang mải suy nghĩ, nhấp cửu la đã cúp điện thoại, kéo áo khoác trên ghế xuống và nói với anh ta, anh tài xế, tốt nhất là anh nên quên những gì nghe được tối nay đi. Chuyện chờ tôi đến đó anh cử coi như chưa từng có, nhờ sau này có người hỏi thăm thì nhờ bảo không để ý. Tôi làm vậy là vì tốt cho anh thôi. Trong gương chiếu hậu, cô ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau với mái tóc dài buộc cao và cách ăn mặc trông là biết không dễ dây vào. Anh chàng tài xế làm nghề lâu năm, gặp được đủ kiểu khách hàng nên đầu óc cũng thông minh. Ôi! Khách hàng thuê xe còn tôi nhận tiến. Một ngày chờ bao nhiêu người, ai mà nhớ hết được. Đúng như anh tài xế dự đoán, quả thật đã rút gọn được 15 phút đồng hồ. Đi tiếp chừng 20 phút đã gần tới địa điểm cô nhận được. Chẳng qua nơi này không có điểm nhận diện, chẳng biết phải dừng ở đâu. Nhấp cửu la không dám để tài xế đến gần hiện trường. Người ta là người làm công, không nên bị kéo vào chuyện này. Cô bảo tài xế thả mình xuống anh đừng dừng lại ở đây, cử lái tiếp đi. Đi đâu cũng được, 30 phút nữa quay về đây là được. Tài xế gật đầu, dầm chân ga đi mất. Nhếp cửu la mặc áo khoác, tắt âm điện thoại rồi bỏ vào túi áo. Cô cầm dao, kẹp đèn pin trong tay, cẩn thận đi tới bụi cỏ lau nơi xa. Khi miêu tả địa điểm cho cô, tường bách xuyên nhân mạnh là ao nước và cỏ lau. Nhưng đám cỏ lau này chiếm một diện tích rất rộng trốn không có bóng dáng con người, cây cỏ sẽ thành vuông. Xung quanh ao nước toàn là có lau, xa hơn thì là cỏ. Tất cả đều mọc thành từng mảng lớn. Chỗ treo phía trước có cây có lắc lư và những âm thanh lạ. Như cứu la thả nhẹ bước chân, buông thông con dao trong tay. Vừa tới gần đã có một bóng đen chạy vèo ra, trông rất giống chó mà tốc độ lại cực nhanh chỉ thoáng chốc đã chạy mất giang. Tối khuya chẳng nhìn thấy gì, Nhếp cửu la đành phải bật đèn pin nhưng vẫn hạ thấp giọng tới cực điểm để tránh khiến người khác chú ý. Cô còn che tay trước đèn rồi mới soi về bên đó. Ánh đèn chiếu vào một người đàn ông nằm trên đất. Hình thâm, tìm nhiếp cửu la siết chặt lại. Cô chạy vội tới, cúi người ngồi xổm xuống nhìn. Không ngờ đó lại là viêm thác. Anh thở hồn hển, ánh mắt hơi tan già nhưng vẫn nhận ra được cô. Môi anh khẽ mấp máy gọi, cô nhiếp. Nhếp Cửu La nhìn anh, áo và phần ống tay bị xé nát tương, có thể nhìn ra được từng vết cao. Phần xương quay xanh là nơi nặng nhất vì đã be bét máu và đầy có đất do vừa lộn nhào trên mặt đất. Đã hiểu, từ vừa chạy ra không phải chó mà là Châu Châu. Vì sao Châu Châu lại tấn công Viêm Thác? Viêm Thác túm cổ áo Viêm Thác, gần như nhấc hẳn nửa người trên của anh lên, người bên tôi đâu? Cô quá sốt ruột nên chẳng kịp đợi viêm thác trả lời mà buông tay luôn sau khi hỏi, để mặc anh ngả xuống đất. Tiếp đó cô đứng dậy, bước nhanh về mảnh đất trung tâm, hình thâm. Hình thâm đứng yên tại chỗ, không huyết sáo tiếp. Mọi chuyện tiến hành quá thuận lợi, kẻ bị châu trâu, trâu cảo, chỉ cần rách ra chảy máu là sẽ choáng váng, mất đi năng lực phòng ngự. Kẻ này không thể trốn thoát mà cũng chẳng chạy được xa đang nghĩ xem có nên gọi Châu Châu về không thì hình thâm đã trông thấy một bóng sàng nhảy vội ở gần đó. Châu Châu đang chạy trốn như trông thấy ma. Sao thế này, hình thâm giật mình. Đêm nay Châu Châu có gì đó lạ thường. Dề già không chịu tấn công đồng bọn của viêm thác nên anh đau mới gặp nạn nhưng cũng chỉ là dề già không chịu tấn công thôi, đâu đến mức hoảng loạn như thế này. Dù là nhát roi của dư dung cũng không khiến nó sợ đến vậy. Chẳng lẽ là... Quả nhiên, giọng nói của nhấp cửu la đã vang lên, hình thâm. Hình thâm vui vẻ bước lên đón, a à chương la. mươi 42, nghe được giọng hình thâm, nhấp cửu la thở phào, giọng nói và ngữ điệu đều rất bình thường, chắc hẳn không có vấn đề gì. Cô bước chậm lại, tăng thêm độ sáng của đèn pin rồi soi về phía hình thâm đứng. Vẫn ổn, người hơi ướt và dính chút cỏ rác thôi. Châu Châu núp ở sau lưng hình thâm với tư thế nằm bỏ bất động, có lẽ nó sợ động đây sẽ khiến cô chủ ý tới. Hình thâm mỉm cười, anh còn bảo Châu Châu gặp ai mà sợ đến vậy. Người thấy mùi của em, có cách xa 10 mét nó cũng sợ chết khiếp. Tựa như đệ tử thiếu lâm muốn xuống núi du ngoạn giang hồ phải vượt qua hêm người gỗ, người muốn trở thành dao điên phải vượt được ải cuối cùng là lấy củ đốt dao những người mang danh giao điên ngày xưa ít cũng phải đánh gục được ba con củ đất. Dưới sự sắp xếp của tường Bách Xuyên, những dịp nghỉ hè, nghỉ đông nhấp cửu la luôn phải luyện giao, luyện võ với cường độ cao. Năm 13 tuổi thắng mẹo anh đao, năm 15 tuổi thành giao châu châu từng chết không dưới ba lần trong tay cô nên với nó cô chính là Diêm Vương tới lấy mạng. Thế nên nỗi sợ hãi trước nhấp cửu la đã thành phản xạ có điều kiện của nó hình thâm từng được xem một lần khi đó mắt anh ta còn chưa mù sau khi xem xong máu trong người sôi sụp thứ anh ta thưởng thức nhất không phải tài nghệ của nhấp cửu la mà là sức mạnh cứng cỏi của cô anh ta rất tiếc nuối khi nét cứng cỏi của nhấp cửu la đang mất dần có lẽ là do học điêu khắc phải rèn giữa tình tình quanh năm suốt tháng cô chỉ muốn làm người bình thường hình thâm cảm thấy rất đáng tiếc vì đám đông những người bình thường dâu thiếu một người như cô cô có năng lực trời cho, cớ sao lại làng phí. Giao điên phủ bụi còn là giao điên nữa không? Người xưa nói giao điên gặp chó dại ất thành truyền thuyết, nhưng giao diên bị cất trong hộp thì có thể tạo thành truyền thuyết gì? Anh ta từng nhờ tưởng Bách Xuyên nghĩ cách nhưng ông ta từ chối, bây giờ cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ cần nhấp nhị đồng ý thì thoảng tới giúp một tay là đủ rồi. Hình thâm à, thời đại khác biệt, con người cũng phải dung hòa với cuộc sống chứ dung hòa với cuộc sống. Cải cuộc sống ăn no rồi lại năm khoeo võ vị ấy có gì đáng dung hòa. Đôi khi hình thâm cảm thấy mình đã sống sai thời đại. Người có thể tạo nên truyền thuyết ở thời đại ngày nay chỉ có thể xưng bà một phương trong trò chơi để bớt nhiên mà vì đôi mắt này, anh ta cũng chẳng thể bớt nhiên được. Nhấp cửu la đi tới, nếu biết mình anh cũng có thể xong chuyện thì em đã chẳng phải chạy vội tới rồi. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn xung quanh, anh đau đâu? Anh đào nằm bên bờ ao, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi trắng toát. Phải đặt tay trước mùi anh ta rất lâu mới tìm được chút hơi thở mong manh. Nghe nói đầu bị thương nặng, nhấp cửu la cũng chẳng dám làm gì. Nếu bị thương ở người cô còn có thể băng bỏ giúp chứ đầu. Thôi, để nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp giải quyết đi nhấp cửu la nhắn tin báo lại tình huống bên này cho tường bách xuyên trước rồi tìm điện thoại của hình thâm trong chiếc xe dưới ao để anh ta gọi cửu thương với danh nghĩa tai nạn giao thông nơi đây cách trung tâm thành phố quả xa cô đoán nhanh nhất cũng phải 40 phút xe cứu thương mới tới được đợi anh ta gọi xong cô mới hỏi đồng bọn của viêm thác là người hay cù trầm ngâm một thoáng hình thâm trả lời không có mùi cú có lẽ là người chắc cũng là ma cọp như viêm thác thôi nhưng tên đó gian xảo lắm, nín thở giả chết lừa anh với anh đao. Còn châu châu lúc bảo sông lên thì lại sợ, nếu không cũng không đến mức như vậy. Anh ta giơ tay chỉ vào anh đao đang nằm dưới đất. Nhếp cửu la đã hiểu đại khái câu chuyện, tên viêm thắc kia. Không tấn công bọn anh chứ. Bị châu châu hạ gục rối, anh ta có muốn làm gì cũng không có cơ hội. Có lẽ đang ở quanh đây đây, lúc qua đây em không thấy hả? Nhếp cửu la đáp, không. Dối cô bổ sung thêm, tự dưng thấy châu châu chạy đi nên đuổi theo. Hình thâm cúi người giơ tay ra, châu châu ngoan ngoãn đặt tay phải vào. Người mùi ở tay châu châu xong, anh ta không hề sốt ruột, anh ta chưa chạy xa, chắc ngã ở đâu đó rồi. Đợi bên chủ tưởng tới rồi tìm quanh đây xem. Nhếp cửu la không tiếp lời, sau khi bị răng chó tấn công, Tuy tôn chu chậm chạp ngờ ngắn như con lười nhưng cùng vẫn chịu được được một thời gian, còn có thể tự lái xe tới bệnh viện và về khách sạn. Điều ấy rất có thể là do răng chó đã tiến hóa nhưng về phần người và phần con yếu đi chấu thì khác. Nó là động vật nên nếu bị nó cắn, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng ngay. Châu chính vì có châu châu nên hình thâm mới giảm bất chấp tất cả để khiêu khích bọn viêm thác. Nhếp cửu la hỏi, anh thả châu châu ra cần người à? Hình Thâm hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên? Đó là người ư? Đó là ma cọp? Em nghĩ tới chị Hoa, cha què, ba người đang mất tích và anh đau đi. Nếu không vì cần giữ anh ta lại để làm con tin, Nhịp cứu la cười mỉa mai. Nếu không cho nên thì anh giết anh ta luôn hả? Nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của cô, Hình Thâm xấu hổ thay đổi đề tài, không đến mức đây. À la, em nói xem, tên kia có gì đặc biệt không? tại sao châu châu không tần công anh ta nhếp cửu la cũng không hiểu nếu bảo châu châu già rồi ý chí chiến đấu giảm sút thì khi đối mặt với viêm thác nó đâu có nương tay còn bảo tên kia mang theo vũ khí gì đó có thể khắc chế cu đất thì sao không cho luôn cả viêm thác cô đáp khẽ không biết hỏi viêm thác xem hình thâm gật đầu tên nhài này kín miệng lắm nhưng không sao nhếp cửu la bất chợt dịch đèn pin lên ánh đèn bao trùm lấy non nửa gương mặt hình thâm. Anh ta không đeo kính dâm, ánh mắt thờ ơ, đôi môi mím nhẹ, khóe môi rũ xuống trong ấn tượng của cô. Hình thâm luôn mỉm cười thật dịu dàng ấm áp, rất dễ khiến người ta quên đi rằng anh ta còn có một gương mặt khác. Lần trước anh ta có vẻ mặt này là sau khi cô nổi giận đập vỡ bức tường. Sau đó không lâu anh ta mù. Người có thể độc ác với chính bản thân mình thì sẽ càng tàn nhẫn hơn với người khác. Nhếp cửu la buông lỏng ngón tay để ảnh đèn kia rủ xuống, bọn anh đối đầu ở nơi này hả? Để em tìm xung quanh xem có manh mối gì không? Xung quanh vô cùng sạch sẽ, ngoài vết bánh xe và một đôi giày trẻ em thì không còn gì nữa cả. Châu Châu rất muốn đi lấy giày nhưng lại không dám vì những lúc có mặt nhếp cửu la, bám sát hình thâm sẽ an toàn hơn. Không bao lâu sau phía xa có tiếng xe xe cứu thương phải đi từ thành phố ra đây mà tiếng xe này ở hướng ngược lại nhấp cửu la nhìn đồng hồ. Tưởng Bách Xuyên bảo sẽ tới muộn hơn cô nửa tiếng nên cô cũng hẹn với anh tài xế kia nửa tiếng. Cô chỉnh đèn pin lên mức cao nhất, về hai vòng trên bầu trời nữa là để xác nhận thân phận nữa là để báo vị trí của mình. Lát sau bên kia cũng vẻ lên bầu trời ba vòng bằng ánh đèn pin. Đây được gọi là nhận hai nổi ba, đáp đúng, đó là bọn tướng Bách Xuyên hai chiếc prado nổi đuôi chạy tới nhếp cửu la dặn hình thâm em qua phía nam xe của em cũng sắp tới rồi trước khi xe đến anh bảo bọn họ đừng đi về phía nam cô không muốn gặp những người không liên quan hình thâm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết nhếp cửu la quay trở lại con đường khi trước khi sắp tới chỗ gặp được viêm thác ban nãy cô nghe được tiếng điện thoại rung liên hồi cô bước nhanh hơn nhưng đi tới gần thì lại sửng sốt viêm thác không còn ở đó nữa điện thoại ở ngay bên chân nhấp cửu la nhật lên xem người gọi có tên gấu đen nhấp cửu la hơi chân trù nhưng rồi vẫn bấm nhận cuộc gọi áp điện thoại vào tay gấu đen ở đầu dây bên kia gào lên đồng thời cũng như chút được gánh nặng chịu nghe máy rồi hà cậu đang ở đâu tôi đi hết phía đông rồi không hiểu và cũng không tiện nói chuyện nhấp cứu la cúp điện thoại tiếp đó cô mở nhật ký cuộc gọi chín cuộc gọi nhỡ đều đến từ cái gà gâu đen này. Cô tắt nguồn điện thoại, bỏ vào trong túi rồi lần theo vết máu và dầu có lau đó dạp. Nếu không có người khác giúp đỡ, người bị châu châu tấn công sẽ chẳng thể đi được quá xa. Quả nhiên cô thấy được viêm thác ở nơi cách chỗ cũ hơn trăm mét. Anh cuộn mình trên mặt đất, thờ hồn hển, giơ tay đấm ngực rồi đứng dậy lảo đảo bước tiếp. Chưa đi mấy bước anh đã lại ngã lăn xuống đất, ngửa mặt lên trời thở dốc nhiếp cửu la đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Ánh đèn pin quá chói khiến viêm thác cứ chớp mắt mài nhưng vẫn nhận ra cô. Anh giơ tay lên túm lấy vạt áo khoác của cô, cô nhiếp, tôi còn có. Việc quan trọng phải làm, không thể, bị bắt được. Nhiếp cửu la giật vạt áo ra để tay anh rơi xuống đất, anh không thể bị bắt thì liên quan gì đến tôi. Viêm thác choáng váng, cảm thấy đất trời xoay đảo, cô giúp tôi rời khói đây cô nói điều kiện đi tôi thật sự không thể bị răng cửa nhốt nhốt lại nữa không phải kẻ ngu mốc nên khi thấy nhấp cửu la tới phía xa lại có tiếng xe tiếng người anh biết ngay người của răng cửa đã tới lần đầu tiên rơi vào tay bọn họ anh may mắn được cứu ra lần thứ hai chưa chắc đã dễ dàng như vậy có lẽ anh sẽ bị nhốt rất lâu ba năm năm không được thấy mặt trời cũng có thể sẽ vĩnh viễn biến mất khói cõi đời này. Anh không thể bị bắt, nhà anh chỉ còn lại một mình anh thôi. nhiếp cửu la đứng dậy. Viêm thác ngước mắt nhìn cô, vì thị giác đã bị bóp méo anh thấy cô rất cao cùng cách rất xa. Xa không thể với khiến anh thấy nặng nề số phận thật thích trêu ngươi. Lần đầu tiên bị bắt về răng cử là cô đưa anh tới. Lần thứ hai đi ở thế nào cũng đều do cô quyết định. Anh cố gắng nói, cô nhiếp, tôi chưa từng hại ai, cũng chưa làm gì người của. Lồng ngực đau đớn, miệng vết thương như có kiến bò khiến anh không thể nói nốt đoạn cuối. Nhếp cửu la rũ mắt nhìn anh, những suy nghĩ trong đầu cô đang đánh nhau. Trên lý thuyết, đối phương bắt bao nhiêu người của răng cửa, răng cửa có bắt viêm thác đi trao đổi cũng không có gì quá đáng. Nhưng đến cú đất anh còn chẳng biết là gì, có vẻ trí là một nhân vật còn con hơn nữa nếu vứt anh cho bọn tường bách xuyên chắc chắn anh sẽ rất thảm không chỉ đơn giản như mất một miếng thịt đâu quan trọng nhất là với sự hiểu biết có hạn của cô về viêm thác quả thật anh không giống ma cọp cách đó không xa bỗng có tiếng còi xe xe của cô cùng tới rồi tiếng còi xe ấy như đã thúc đẩy cô đưa ra quyết định cô quay lại nhìn phía sau nơi đây cách chỗ anh đao xảy ra chuyện rất xa ở giữa lại có cô che lấp nên dù là mất hình thâm cũng chẳng thể nhìn rõ cô vẫy tay gọi xe chỉ xuống bên dưới đường nơi đó vừa hay trần tấm mắt của đám người bên kia lái xuống đó à được thôi tải sẽ vui vẻ làm theo chỉ cần cho đủ tiến anh ta sẽ phục vụ tận răng nhếp cửu la quỷ xuống đất lau máu ở vết thương cho viêm thác lại xé vài mảnh vải từ áo anh rồi mới cởi áo khoác ném qua tôi không kéo nổi anh muốn chạy thì tự đứng dậy chung nữa người trên vào đừng để người khác trông thấy rồi chạy ngay lên xe nhanh những tưởng cô sẽ không giúp lại nghe thấy câu ấy chẳng rõ lấy sức ở đâu mà viêm thác đang ngơ ngác khoác vội áo lên người lảo đảo bỏ dậy nhiếp cứu la kéo anh một đoạn rồi gần như là đẩy mạnh anh vào thân xe sau đó mở cửa đẩy anh vào trong rồi cô bảo tài xế sau khi lên đường anh lái chậm thôi cố gắng thật chậm nhé nhưng đừng dừng lại Khoảng 5 phút sau tôi sẽ đuổi kịp, lên xe tôi trả tiền sau. Dù chưa hiểu gì nhưng nghe được hai chữ trả tiền tài xế yên tâm ngay. Còn nhắc nhở cô, tôi chỉ lái với tốc độ 20 km trên giờ thôi nhưng cô cũng phải chạy nhanh vào đấy. Chiếc xe này lan bảnh, hiển nhiên đám người bên kia sẽ qua. Nhếp cửu la thở dài, giảm nhỏ ánh đèn pin rồi tiếp tục che tay ở trước đèn. Xóa dấu vết ở xung quanh xong, cô mới cúi người chạy sang hướng khác trong lúc chạy cô có đạp gãy bôi máu lên mấy đám cỏ theo đúng độ cao và tung mấy mảnh vải rách ra xung quanh tạo thành một con đường đủ xa và đủ lệch hướng với lối ban đâu xong xuôi đâu đây cô mới quay lại đuổi theo chiếc xe lại nói về anh tài xế tuy có làm theo lời nhiếp cửu la dặn nhưng anh ta vẫn chưa hết thắc mắc thấy trạng thái của viêm thác không quá ổn trên mặt còn dính máu anh ta càng sợ hơn sợ nhiếp cửu la bùng ném người gần chết trên xe anh ta. Mãi tới khi nhấp cửu la lên xe, anh ta mới thở phào. Sau khi lên xe, nhấp cửu la động viên tài xế bằng cách móc điện thoại trong túi áo khoác ra, chuyển tiến cho anh ta. Còn chưa chuyển xong, người viêm khác đã run lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Vạt áo khoác rủ ra để hở vết thương đầy máu trên xương quay xanh của anh. Nhìn thấy cảnh ấy qua gương chiếu hậu, tài xế chết chân, không dám cử động trong xe vang lên tiếng thông báo, tài khoản Alipay nhận một 000 tệ. Nhếp cửu la kéo vạt áo khoác lại cho viêm thác rồi nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, đây là chồng tôi. Ánh mắt do dự của tài xế đảo quanh gương chiếu hậu và mặt đường, ồ, ồ, rất xứng đôi. Trời gài bừa bãi bị người ta chém. Thì ra là thế, thảo nào anh ta lại thành như vậy. Hỏa ra không phải án hình sự mà là việc dân sự tài xế cảm thấy khoảng cách hai bên đã xích lại gần hơn ban đầu tôi nhận được điện thoại gọi đến đón người sau này giận quá cũng chém tên đó một nhát đi chém người cho ông chồng chơi gái phụ nữ ngày nay thật rộng lượng ghê gớm tài xế nuốt nước bọt thế nên lát nữa tới khách sạn anh dịu tên này vào giúp tôi nặng quá tôi không kéo được sau khi xong việc anh coi như chúng ta chưa từng gặp mấy ngày sau cũng đừng lảng vảng ở quanh đây để tránh bị vu thành đồng loà của tôi. Tài xế vô cùng biết ơn cũng cảm thấy cô gái này rất biết điều và có trách nhiệm. Nếu sau này có bị bắt, mong cô sẽ được tòa phán nhẹ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 43. Ý thức của viêm thác vẫn còn chẳng qua hơi lệch lạc thôi. Những âm thanh văng vẳng bên tai cứ lúc to lúc nhỏ, hình ảnh mắt anh nhìn thấy cũng biến dạng. Tệ nhất là cơ thể anh rất khó chịu, cứ gòn gợn, không đến mức sẽ chết, nhưng mỗi lúc một nơi, khi thì ở ngực, khi lại ở dạ dày tựa như có một bàn tay lượn lờ xoa nắn các cơ quan như món đồ chơi trong cơ thể anh. Ký ức cũng mơ hồ, mỗi phút trước anh còn thấy mình ở trên xe, dối bị người dìu đi, còn bị hất rượu vào người và nghe thấy cả giọng nam xa lạ nói rằng làm vậy mới thật, người khác mới không chú ý. Phút sau đã lại nằm trên tấm đệm mềm mại, thoải mái. Người anh như một quả cân chục tấn cứ mãi lún vào trong cái mềm mại ấy. Rồi sau đó người anh bỗng rét run, cây thiêu rét ập tới từ bốn phía. Còn có cả tiếng kéo, rắc rắc rắc, chạy thẳng tới cổ họng anh. Viêm thác mở bừng mắt, túm lấy thứ gì đó. Anh đang ở trong phòng của khách sạn. Khôm cửa số mỡ to, Gió đêm thổi vù vù nhưng chưa hết mùa này mọi người đều mở điều hóa ở mức nóng còn căn phòng này lại mở mức lạnh và chỉnh hẳn hướng gió về phía anh. Viêm thác nằm trên sofa, bên dưới lót một chiếc khăn tầm cỡ lớn, chắc là để tránh dây máu ra sofa. Thứ anh bắt được là tay nhấp cửu la, còn cô thì cầm cây kéo. Nhấp cứu la cục mắt nhìn anh, sao? Bộ đồ rách dưới này của anh cũng phải giữ à? Viêm thác buông lỏng tay ra, nhưng lòng bàn tay và đầu ngón tay vẫn giữ lại sự mịn màng của da cô. Thật kỳ lạ, nhiệt độ phòng giảm thấp lại khiến anh dễ chịu hơn. Chỉ có điều cơ thể cứ nặng nề, tay chân chậm chạp, không thể làm những động tác lớn, cánh tay vừa dồn sức nắm lấy tay cô này đã nhức mỏi, nhũn như sợi mi. Nhiếp Cửu La không nhìn anh nữa, chỉ chú tâm cắt nốt chiếc áo đã rách đến mức biến dạng rồi ném chúng vào thùng rác kế bên sofa. Cắt áo xong, cô hỏi trên đùi có bị cào không lưng nữa viêm thác định đáp lại là không nhưng rồi lại thấy mình không nhớ rõ lầm đôi lúc tình hình cấp bách quả có bị thương cũng chẳng biết nhìn nét mặt của anh nhấp cửu la biết ngay không thể trông đợi gì cô quan sát quân anh thật kỹ càng rồi cắt bên sườn đùi phải trước quả nhiên có vết cao tiếp đó cô bảo anh quay người phần lưng không bị sao vì lúc châu châu tấn công anh ngả ngừa xuống đất nên vị trí tấn công chủ yếu của nó là mặt trước. Làm xong tất cả cô đi ra cửa, ôm túi đồ nhờ người giao thức ăn mua hộ vào, móc bọc khăn ướt thấm côn dùng trong y tế ra trước rồi rút ba tờ, lau máu trên vết thương ở xương quay xanh của anh. Những vết thương rách ra dướm máu này dính trực tiếp với cồn thì quả là sướng tê người. Viêm thác hít hà trong lúc da thịt nơi vết thương co lại và người lùi về phía sau theo phản xạ nhấp cửu la dừng tay tốt nhất là anh nên hợp tác tôi không có nghĩa vụ làm những việc này viêm thác không đáp lại mà chỉ cố gắng không lùi vẻ sau khi cô lau vết thương cho còn việc ra thịt co lại là phản ứng tự nhiên của cơ thể anh không làm gì được lau xong thùng rác đã đẩy phân nửa với những tờ khăn đẫm máu nhấp cửu la rắc ít thuốc bột cầm máu tiêu viêm lên mây vết thương sâu của anh rồi lau tay đi vào nhà tắm Viêm thác nằm im tại chỗ nghe tiếng nước ảo ảo bên trong. Lúc đi ra, nhấp cửu la mang theo một chiếc khăn tắm lớn tới trước mặt viêm thác, rũ mạnh và đắp lên người anh. Viêm thác tiếp tục lạnh run cả người, chiếc khăn tầm này mới được thấm nước lạnh, quả thật rất lạnh. Nhưng dù sao lạnh cũng tốt hơn nóng, anh còn nhớ khi chạy trốn, máu lưu thông nhanh khiến sự khó chịu trong người tăng cao. Anh lẳng lặng nằm đó, hít thở sâu hơn xuyên qua chiếc khăn tắm ánh đèn mông lung bồng vàng đi thỉnh thoảng anh còn có thể trông thấy bóng dáng nhấp cửu la cô đã thay sang dép đi trong nhà của khách sạn trên sàn lại trải thảm nên lúc đi lại gần như không có tiếng lát sau cô mới ngồi xuống chiếc giường nằm chéo với sofa củi đầu nhìn điện thoại viêm thác nghe thấy cô nói anh rất may mắn vì mai là trời nắng nếu mai mà đổ mưa tuyết tôi cũng không biết phải đi đâu kiểm lửa trời sinh nếu là người quan trọng, có lẽ cô sẽ bỏ mặc tất cả để mua vé máy bay đến nơi đủ ánh mặt trời cùng. Lửa trời sinh. Trong đầu Viêm Thác lập tức nhảy ra những câu cô từng nói. Bình thường trong 24 tiếng sau khi bị thương, nướng vết thương bằng lửa trời sinh cũng chính là dùng thấu kính hoặc gương đồng như thời đồ đại để tạo lửa từ ánh mặt trời. Nếu trong mắt xuất hiện một sợi máu mảnh xuyên qua con ngươi thì người đó không còn thuốc chữa nữa rồi. 24 tiếng Vậy thì vẫn còn may vì từ lúc anh bị thương tới giờ cùng lắm cũng chỉ hai tiếng. Thằng, thứ đó là cú đất hả? Nhếp cửu la đáp, đúng vậy. Bây giờ anh đã biết vì sao tôi lại bảo cú đất là động vật chứ không phải người rồi chứ. Các cô nuôi cú đất à? Dù sao anh cũng ngập tận mặt rồi, chẳng cần phải chối nữa. Nhếp cửu la sửa lại lời anh, không phải bọn tôi mà là bọn họ. Đừng tỉnh tôi vào đó, cuối năm 91. Người răng của bắt đầu đến đất xanh, sau đó cứ ba năm năm họ lại đi một chuyến. Nhưng cũng chỉ có mỗi năm 91 kia là có thu hoạch, bắt được châu châu. Nói tới đây cô thẫn thờ, đúng vậy, chỉ có năm 91 là có thu hoạch. Năm 2005, mẹ cô bị bắt đi, chuyến đi tới đất xanh ấy bị gián đoạn. Nhờ vụ việc năm ấy, Tường Bách Xuyên mới bắt đầu tổng kết nhân lực thành ba nhảnh dao, chó, roi như ngày xưa. Viêm thác không ngờ thứ đó còn được đặt tên. Nó tên Châu Châu mà cũng giống Châu Châu thật. Đến nay nhớ tới gương mặt ấy, anh vẫn thấy buồn nôn. Nhưng anh lại chú ý tới mốc thời gian trong câu nói của cô. Cuối năm 91, lần đầu tiên Lâm hỉ nhu, cũng chính là gì Lâm xuất hiện trước mặt bố anh là vào ngày 16 tháng 9 năm 92. Thu hoạch duy nhất của chuyến đi tới đất xanh là Châu Châu. Sau khi thẩm vấn cha quê, Gấu đen hỏi Di Lâm, lão già này có nói tin tức của con trai chị không? Có thể nào kết luận đơn giản rằng Châu Châu là con trai Di Lâm? Cuối năm 91 nó bị người răng cửa săn đi, Di Lâm ra ngoài tìm con, sau khi tìm một thời gian thì mò vào mộ than của viêm hoàn sơn không? Không không không, chuyện này quả hoang đường, viêm thác lập tức bóp chết suy nghĩ nhâm nhi này từ lúc mới manh nha, không nói tới những cây khác chỉ riêng bề ngoài châu châu cũng khác quá nhiều so với dì lâm anh lấy lại bình tĩnh cái đứa châu châu đó biết nói chuyện à nói chuyện ư nhấp cửu la ngâm nghĩ rồi đáp không đâu chắc là thiết bị nhại tiếng của búp bê thôi dẫn nó tới chỗ đông người phải ngụy trang kỹ càng mặc quần áo xô giấy đeo khẩu trang lúc cần thiết còn phải nói chuyện nữa viêm thác mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại thảo nào lúc đó anh thấy hai câu chú ơi của nó chẳng thay đổi tí tí nào y hệt như ghi âm sẵn khăn tắm đã hết lạnh trước nhiệt độ cơ thể anh nhấp cửu la đi tới nhật nó ra áo khoác của tôi dính đầy máu rồi anh phải đến tôi một chiếc khác cứu viêm thác bắt nguồn từ một suy nghĩ bất chợt mà chính cô cũng không nói rõ được cô cây ếch muốn viêm thác nghĩ cô cứu anh là do đôi bên có tình cảm bỏ công anh bỏ tín, dễ tính cũng dễ trả Tốt nhất là chuyện nào ra chuyện na viêm thác đáp, ừ. Khi mang khăn tắm vào nhà tầm thấm nước và đắp cho anh một lần nữa, nhấp cửu la bỗng thấy n nở mũi, vội quay mặt đi để hắt xi. Si. Cô bị lạnh rồi, đây cũng là điều bình thường, thời tiết hôm nay vốn lạnh, cửa sổ đã mở toang mà cô giảm nhiệt độ điều hòa. Ngối một lúc còn chịu được, chưa ngồi lâu cải lạnh sẽ thấm vào người. Viêm thác cũng nghĩ tới việc này, hay là cô đóng cửa sổ với tắt điều hòa đi, bây giờ tôi vẫn ổn. Nhếp cửu la gật đầu, khi nào đi ngủ tôi đóng. Bây giờ anh thấy ổn là do tác dụng của nhiệt độ lạnh nhưng lâu dần có để cũng không còn hiệu quả nữa. Trước khi nướng bằng lửa, anh phải có chịu. Cho nên có vài chuyện quan trọng cần phải hỏi rõ ràng trong lúc viêm thác còn tỉnh táo. Cô chuyển chủ đề, có một người tên gấu đen cứ gọi cho anh mãi. Ai ấy? Viêm thác do dự nhưng vẫn đáp là người đi cùng tôi hôm nay. Nhếp cửu la hỏi tiếp, anh ta đấm người bên kia đến mức chết giữa sống giỏ ấy hả? À? Sợ cô giận chó đánh mèo mới mình vì việc này nhưng viêm thác lại chẳng thể phủ nhận được, đúng thế. Nhếp cửu la, sao anh ta đi mà bỏ anh ở đó? Viêm thác giải thích, thật ra là tôi đi trước, anh ta thấy tôi vướng víu nên đã thả tôi xuống xe trước khi đánh nhau rồi. Nhếp cửu la không hiểu, thế sao anh không đi? Viêm thác đành phải ăn ngay nói thật, tôi vẫn luôn như vậy. Ngoảm mặt thì ngoan ngoãn thực tế anh muốn tìm từ nào nghe mát mặt một chút nhấp cửu la thẳng tuệt, lén lút rình rập hả có thể coi là vậy viêm thác ậm ừ vậy tại sao trong tình huống chiếm ưu thế anh ta lại không tấn công một người khác mà tự dưng bỏ đi theo lý thuyết làm việc tốt nên giấu danh tỉnh nhưng đây là trả lời ăn điểm nếu anh nói thật có lẽ quan hệ hai bên sẽ dịu hơn tôi gọi cho anh ta dụ anh ta đi Nhấp Cửu La, sao anh lại dụ anh ta đi? Viêm Thác cười khổ, rất khó để nói dối Nhấp Cửu La vì cô là kiểu người truy hỏi tận gốc dễ, không hỏi ra ngọn ngành cô sẽ không chịu thôi. Tôi tưởng trong số đó có trẻ con với cả đã có một người bị thương nặng rồi, người còn lại cùng không còn sức chống trả, có trẻ con nữa nên. Thôi, Nhấp Cửu La tiếp tục, anh lấy cớ gì? Tôi bảo tôi trùng mai phục, gặp chuyện ở phía đông câu trả lời không chút sơ hở khi tên gấu đen kia gọi tới đúng là đã bảo cậu đang ở đâu tôi đi hết phía đông rồi tên gấu đen đó cũng là ma cọp à không phải tôi từng thấy anh ta bị cân đứt ba đầu ngón tay nhưng sau này đều mọc lại đủ độ dài và đủ số lượng anh ta cũng là củ đất như răng chó hoặc chính xác hơn là dạng tiên hỏa của củ đất củ đất à nhếp cửu la im lặng hồi lâu nét mặt còn bình thường nhưng trái tim trong lồng ngực đã nhảy như điên. Cô nói bằng giọng điệu bình tĩnh như chẳng để ý chuyện này, nhưng trên xe có người nhà chó, anh ta bảo với tôi không ngửi thấy mùi gì lạ thường. Mùi khai hả? Viêm thác cũng nhớ ra, có một lần tôi nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, hình như bọn họ không có mùi thật. Không mùi, cổ họng nhếp cửu la khô khan, cô liếm môi dưới, cố gắng xác nhận thêm gấu đen giống răng chó mà răng chó có mùi anh ta lại không à viêm thác đáp hình như răng chó là trường hợp đặc biệt tôi từng nghe bọn họ bảo nếu không phải răng chó ăn tạp thì đã không có mùi nhưng mà tôi không hiểu lắm đúng là má nó nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi một trường hợp đặc biệt đã kéo theo bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xung quanh anh có bao nhiêu người như răng chó và gấu đen nữa câu trả lời của viêm thác khiến da đầu cô tê giải tôi không biết người đầu tiên đã xuất hiện ở nhà tôi từ trước khi tôi sinh ra rồi. Nói xong câu ấy, căn phòng lặng đến phát sợ, chỉ còn mỗi tiếng gió, cả gió thổi vào từ cửa số lẫn gió của điều hòa. Lát sau nhấp cửu la đứng dậy, tôi đi tắm, anh nghỉ trước đi. Cô cầm điện thoại vào nhà tắm. Vào nhà tâm, nhấp cửu la mở với nước để nước ấm xối thẳng xuống đâu. Lời viêm thác nói có độ chân thực rất cao. Răng chó và gấu đen khác xa so với củ đất truyền thống. Dáng vẻ đã giống người thì mùi cơ biến mất, cũng là lẽ thường tình. Thảo nào đội ba người đến đầu khỉ nam ba lại mất liên lạc. Cái mùi của người nhà chó trở thành vật trang trí, không thể nhận biết được củ đất đang tới gần nữa. Thảo nào Châu Châu sợ hãi, không chịu tấn công gấu đen. Điều này rất đúng với bản tính động vật, nếu không cần thiết chúng sẽ không giết hại đồng loại mà thú nhỏ tất nhiên cũng sẽ sợ thu lớn. Răng chó bị người thấy là vì gã ăn tạp, ăn tạp ở đây nghĩa là ăn thịt người phụ nữ ở thôn hương Bà Tư Hà. Vậy thức ăn trình của gã là cái gì? Đảng sợ hơn cả là bọn chúng đã tới đây lâu vậy rồi mà không ai hay biết, người đầu tiên đã xuất hiện ở nhà tôi từ trước khi tôi sinh ra rồi. Từ đời bố viêm thác, gia đình anh đã bắt đầu giàu có lập nghiệp vào những năm ấy không thể nào tránh khói chuyện dây với thế lực ngầm nếu khi đó củ đất đã ở trong nhà anh thì với sự gây dựng bao năm đối với chúng đám người răng cửa chỉ là bọn lính quên mồng tám đến đâu khi nam ba đón thẳng quê mai là mống tăm rồi có nên đi không nhếp cửu la tất vòi hoa sen bước ra gian ngoài khoác bừa chiếc khăn tắm rồi cầm lấy điện thoại cần phải nhắc nhở tưởng bách xuyên một câu Vừa mở áp ra đã thấy tin nhẫn của bên kia. nhiếp nhỉ, mấy hôm nay liên tục xảy ra chuyện. Để cẩn thận, cái hẹn mùng tám này chúng ta không đi vội, đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Tay nhếp cửu la khẽ run lên, mặc kệ bọn họ có đi hay không, cô vẫn phải nói cho họ tin tức quan trọng nhất. Nghĩ vậy, cô gõ phím thật nhanh. Hôm nay khi trở về cháu trông thấy viêm thác được đồng bọn cứu đi rồi bám theo một đoạn thì mất dấu nhưng lại nghe được một chuyện. Người tấn công anh đao là củ đất. Không cần nói quá rõ ràng, tưởng Bách Xuyên cũng sẽ hiếu. Tin nhắn gửi đi biểu hiện chưa đọc, đêm nay xảy ra bao chuyện, anh đao lại phải vào viện chấp hẳn ông ta rất bận. May mắn là tin tức quan trọng nhất đã được gửi đi. Nhếp cửu la thở dài. Trước khi đi ngủ, nhếp cửu la đóng cửa sổ, tắt điều hòa vì không chịu nổi nữa rồi vẫn chưa hết cô còn lấy cuộn băng dính cỡ to trong túi ra tìm mép đầu rồi kéo xoẹt một đoạn dài phải chòi viêm thác lại để tránh nửa đêm anh nổi điên nhìn thấy một đoạn băng dính dài viêm thác cũng đoán được là dùng để chỏi mình nên lặng lẽ để yên cho cô trói trước khi dán miệng anh lại nhấp cửu la có hỏi muốn uống nước không viêm thác lắc đầu không uống đâu anh còn nhớ cái triệu chứng đó tên là cấm rẽ nảy mầm không muốn cung cấp nước cho đám mắm dễ đây. Với lại nhờ uống nước vào nửa đêm muốn đi tiểu thì sao? Trước khi đèn tắt, viêm thác trông thấy nhiếp cửu la dựa vào đầu giường, lấy tạp chỉ của khách sạn làm đệm, viết gì đó lên một tờ dấu dài màu vàng nhạt. Viết xong, cô gấp lại thành một môi sao, ném vèo vào chiếc vali để mở gần đó. Gần như cùng lúc, đèn tắt, môi sao xẹt qua khoảng không để lại một vệt sảng nhạt tượng như sao băng viêm thác nhắm mắt lại cầu nguyện hy vọng công cuộc nướng lửa trời sinh ngày mai sẽ thuận lợi mâm dễ gì đừng có mọc trên người anh nhấp cửu la nói chẳng sai hạ nhiệt độ chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn trước khi nướng lửa trời sinh anh còn phải cố chịu đựng sự khó chịu trong người sau khi nằm ngủ cái cảm giác kia lại xuất hiện tựa như ở sâu trong cơ thể anh có một cái bếp lò đang nung nóng máu anh mới đầu viêm thác còn chịu được vì nó chỉ hơi không thoải mái thôi nhưng càng về sau máu càng nóng mồ hôi trên người tùa như mưa khi nhắm mắt lại thử anh trông thấy không phải màu đen mà là màu đỏ nóng rực trong màu đỏ ấy còn có những bọt khí sôi trào viêm thác cố gắng nhẫn nại anh biết nhiếp cửu la không hề thích gặp phải anh được cô cứu đã là may mắn lắm rồi ngày mai còn phải nhờ cô lấy lửa trời sinh anh không thể gây ra tiếng động khiến cô mất ngủ nổi cáu nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên, ảo giác cũng xuất hiện. Anh trông thấy cảnh tượng người giết người thảm thiết, chắc chắn cảnh ấy đã có tuổi đời rất lớn vì những người mặc da thủ, quấn dây leo, tóc tai bù xù đó đang miệng xẻ răng cân, nện bằng đã giả băng mâu khiến máu thịt văng tung tẻ, ruột gan nát vụn những vết thương ấy tựa như là của chính anh. Cơ thể run lên từng đợt, rối lại bị anh kiểm chế lại. Miệng bị dán kín không thể nào thở dốc được, hai mắt anh trợn to như muốn lòi ra ngoài tiếp đó anh thấy mặt trời một mặt trời rất lớn màu đỏ ướt át gần như che khuất hơn nữa bầu trời lại lăn dần vào bóng tối khắp trốn toàn tiếng khóc thét thê lương và tuyệt vọng sau đó trời tối mặt trời chết đi để lại thứ bóng tối giơ tay không nhìn rõ năm món ấy dần dà trong bóng tối kia xuất hiện từng đôi mắt những đôi mắt chi chít tiến gần về phía anh viêm thác hoảng loạn lùi về sau mồ hôi chảy ròng ròng. Dầm, bàn trà lệch đi vì bị anh đụng phải. Tiếng động đó đã khiến viêm thác tùa mồ hôi lạnh và cũng tỉnh táo lại, bàn trà cách sofa một đoạn mà còn bị anh rụng lệch thì rốt cuộc anh đã tạo ra tiếng động lớn như nào. Đầu giường có tiếng sột soạt, sau đó đèn giường sáng lên, nhấp cửu la vừa ngáp vừa sỏ dép đi vào toilet. Xem ra là đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua sofa, cô có dừng lại một thoảng, Viêm thác nhắm mắt, không nhúc nhích tí ti tựa như đang ngủ rất say, tiếng động vừa rồi chỉ là cô tưởng tượng ra thôi. Thật đấy, thực tế chẳng có tiếng động nào cả, bàn trà vốn được đặt như vậy. nhiếp cửu la đi vào toilet, anh nghe được tiếng xả nước, sau đó cô lại đi ra. Viêm thác nhắm mắt lại, chính anh cũng đã tin là mình đang ngủ say rồi. Bỗng, trên người lạnh căm, một chiếc khăn tắm mây thấm nước rơi xuống người anh anh còn chưa kịp làm gì đèn đã lại tắt, nhấp cửu la đã trèo lên giường, chăn đã trùng xuống, tấm đệm rột soạt mây tiếng rồi cùng yên lặng. Viêm thác nằm im ở đó. Anh cảm thấy cử năm như vậy cũng rất tốt. chương 44 Quả thật đêm nay tường bách xuyên bẩn tới mức chân không chạm đất. Anh đào bị thương nặng, bệnh viện huyện báo không chữa được, đề nghị chuyển tới bệnh viện lớn ở Tây An tưởng bách xuyên muốn đi cùng nhưng chuyện bên đầu khi nam ba còn đó không đi nổi ông ta đành xếp người xếp xe và nhờ người quen bên tây an giúp đỡ mãi một giờ đêm tưởng bách xuyên mới ra khói sành bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng nhưng người khác đều đã đi về trước bên ngoài chỉ còn chiếc prado đang đợi ông ta có lẽ không muốn ở trong xe vì một ngạt hình thâm cũng chưa đi đang đứng dựa ở đầu xe nhìn trời thật tò mò không biết bầu trời trong mắt hình thâm trông như thế nào dù sao cũng có tuổi rồi tưởng bách xuyên rất mệt mỏi lao qua mặt cho tỉnh táo ông ta mộc điện thoại ra xem nhanh mây tin tức đã bỏ lỡ trong vài giờ bận rộn qua theo thói quen khi bấm vào đọc xong là cháy nhìn thấy những dòng tin nhấp nhị gửi tới ông ta sững sờ đến khi muốn đọc lại thì màn hình đã bị ngọn lửa xâm chiếm tin tức đã bị hủy diệt may sao ông ta vẫn còn nhớ chúng xem thời gian trên điện thoại đã là một giờ rưỡi giờ này chắc hẳn nhiếp nhị đã đi ngủ gọi tới cũng không ồn thôi đợi sáng mai vậy sáng sớm nhiếp cửu la đã tỉnh dậy lúc này viêm thác đã thiếp đi cũng rất yên tĩnh nhưng đây không phải dấu hiệu gì tốt người bị củ đất gây thương tích đều vậy giai đoạn một là đầu óc mông lung giai đoạn hai đau đớn khó chịu giai đoạn ba yên lặng như gà ranh giới giữa giai đoạn 3 và bồn chính là cắm rễ nảy mầm. Đương nhiên mỗi người một sức khỏe, một sức chịu đựng khác nhau nên thời gian diễn ra các giai đoạn cũng không quá giống. Bình thường thì ba giai đoạn đầu đều diễn ra trong 24 giờ sau khi bị thương. Giai đoạn 4 có thời gian dài nhất, coi như là giai đoạn bệnh nguy kịch cũng được gọi là hồi quang phản chiếu. Trong giai đoạn này người bị thương sẽ bình thường trở lại, đầu óc minh mẫn khiến những người xung quanh nghĩ người đó đã khói bệnh, không còn vấn đề gì nữa. Rồi một ngày bất chợt người đó mất kiểm soát, gặp gì cũng cần không khác nào thú dữ. Nhếp cửu la mở cửa số nhìn bầu trời, mây khá dày, mặt trời chưa lên hẳn, chưa lấy được lửa trời sinh. Rồi cô xem điện thoại. Nửa đêm 2 giờ, tưởng Bách Xuyên nhân lại cho cô và gửi kèm một số điện thoại, bảo cô sau khi đọc tin nhẫn thì có thể gọi lại cho ông ta bất cứ lúc nào nhấp cửu la đi vào toilet đóng cửa lại và gọi cho tường bách xuyên gần như vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã nhận khiến nhấp cửu la nghi ngờ tường bách xuyên đã thức trắng đêm để đợi điện thoại của cô quả nhiên giọng nói của ông ta đầy sự mệt mỏi nhấp nhỉ chuyện này cháu thấy thế nào nhấp cửu la đáp chủ tường chú hỏi ý kiến cháu đây à tưởng bách xuyên cười khổ người ta hay bảo trong nhà chưa tỏ ngoài ngô đã tưởng mà chú muốn nghe thử quan điểm của cháu. cậu ấy cũng chẳng sai. cô luôn coi mình là người ngoài, có thể rút về căn nhà nhỏ của mình, uống canh chị lưu nấu, nghiên cứu công việc điêu khắc, tham gia triển lãm, dự thi rồi mở triển lãm kiếm danh tiếng, tiền bạc, sống cuộc đời bình thường của chính mình bất cứ lúc nào. rằng cửa không phải thế giới khác của cô mà chỉ là một cánh cửa nhỏ bé trong thế giới của cô, nơi thỉnh thoảng cô lui tới trả nợ mà thôi cô sẽ không để những thứ trong cánh cửa ấy làm ảnh hưởng tới cuộc sống thật sự của mình cô đáp theo cháu thấy cứ có găng chuộc lại người bên mình rồi coi như xong chuyện tưởng bách xuyên không hiểu xong chuyện là thế nào nhấp cửu la đáp chủ tường đến nay chúng ta vẫn luôn cho rằng mình không tầm thường là con cháu của đội chúng khăn có những bí mật không muốn người ngoài biết tới và năng lực hơn hẳn người bình thường Đúng là thế thật, nhưng chú không tầm thường thì đối thủ của chú sẽ bình thường hả?" Tưởng Bách Xuyên im lặng. Chính vì nghĩ vậy, Hình Thâm mới có ngày hôm nay. Anh ấy nghĩ mình là chó giải lại có Châu Châu và người tài giỏi của nhà giao là anh đao đi cùng thì sẽ đánh đâu thắng đấy, chuyện bắt người dễ như chơi. Kết quả thế nào? Chỉ một người của đối phương đã khiến anh đao bị thương nặng, nếu tên đó không có việc bỏ đi dựa chứng, có khi Hình Thâm cũng nguy nan ấy. Tưởng Bách Xuyên lúng túng, tên đó là củ đất thật hả? Sao tự dưng lại không có mùi nhỉ? Nhếp cửu la đáp trả, có lẽ củ đất đã tiến hóa thành một nhánh không mùi rồi, chẳng qua chủ chưa gặp được thôi. Thế răng chó, răng chó có thể đại diện cho những người khác à? Có lẽ răng chó là kẻ chưa tiến hóa hết thì sao? Chú còn nhớ không, khi ấy răng chó bị nhốt ở trong vali. Còn gà gấu đen này thì đi lại bình thường. Tưởng Bách Xuyên không trả lời. Trước đó ông ta từng phát ngôn rằng thay đổi bao nhiêu cũng không thoát khói bản chất. Cho dù chúng nó thay đổi đến nhường nào, nhược điểm vẫn luôn như cũ. Này nghĩ lại mới thấy đúng là quá vọ đoán. Chú tưởng, ước mắt bên chú đã có chị Hoa chết. Bốn người trong đó có cả cha quẻ mất tích, anh Đao bị thương nặng. Còn bên kia có thể nói là không tổn thất gì cả. Ngoài viêm thác và răng chó ra chủ hoàn toàn không biết thêm được gì về đối phương so sánh như vậy chú còn chưa thấy rõ thực lực đôi bên ư những người bên chú đến đất xanh đa số là đề cầu tài nay đã có người chết chú cảm thấy sẽ còn bao nhiêu người chịu tham gia nữa còn viêm thác nữa lần đầu tiên điều tra về anh ta cháu đã chú ý tới việc gia đình họ đã phất lên từ thời bố anh ta rồi bao nhiêu năm làm ăn tài sản nhà họ chỉ tăng chứ không giảm chú nghĩ mà em một đám đông cu đất mang hình dạng con người nắm giữ một lượng lớn của cải, lại còn gây dựng tổ chức suốt bao năm chú muốn đối đầu tới cùng với bọn họ hay là dừng lại đúng lúc để giảm bớt tổn thất đây. Tưởng Bách Xuyên không cam lòng, chẳng lẽ cứ bỏ mặc người bên ta chết và bị thương như vậy à? Nhấp cửu la cười, cháu lấy một ví dụ thế này, đối phương là súng trường, pháo cối, chủ là dao to, giáo dài. Hiện tại chủ đã tổn thất một nửa rồi, một nửa còn lại chú định dâng nốt hả? À? Cho dù chú muốn phân công cũng phải giữ sức, rèn rụa thêm trang bị trước thì mới thắng được chứ. Tường Bách Xuyên thở dài. Ông ta không phải kẻ không biết suy nghĩ, nhếp cửu la không thân thiết gì với đám người răng cửa nên đứng ngoài bảng quan, nói chuyện thì thích nói sao chẳng được. Tuy vậy trong lời cô nói cũng có cải có lý. Ban đầu đúng là ông ta đầy tự tin muốn thăm dò đường dây phía sau viêm thác. Cảm thấy với thực lực bên ta chuyện gì cũng dễ như bồn Nhưng con người bị đánh sẽ thấy đau, thấy sợ Trong khi đó người bên ông ta cứ tổn thất dần Hiện tại người nhà chó còn không ngửi được mùi của bọn củ đất này Tiếp tục chiến đấu tất sẽ là anh Dũng Nhưng người biết nhìn thời thế, biết rút lui đúng lúc mới là người sang suốt Tưởng Bách Xuyên nói, bây giờ có hai vấn đề Một là chuột người kiểu gì, chúng ta không có cách liên hệ đối phương không có người bắt cầu ở giữa. Hai là sợ thì sợ, không phải chúng ta muốn xong chuyện là có thể xong ngay. Đúng là chúng ta đã bắt răng chó và viêm thác trước nhưng bọn họ đã cứu người về dối, còn đốt chạy heo, giết chị Hoa. Tính ra bọn họ phải chút giận xong rồi nhưng bọn họ đâu có dừng lại, vẫn tiếp tục bắt cha quẻ, bắt người của chúng ta ở đầu khỉ Nam Ba và đánh thẳng đao. Chú thấy đây chuyện này không còn đơn giản là chút giận nữa mà dường như bọn họ còn có mưu đồ gì khác nếu có thể biết mục đích của bọn họ là gì thì tốt. Không có người bắt cầu ở giữa. Nếu có thể biết mục đích của bọn họ là gì thì tốt. Nhếp cửu la bất giác liếc ra ngoài cửa. Có lẽ hai việc này, viêm thác đều có thể giúp được. Cô cần nhắc một lát rồi bảo, chú tưởng, chú còn nhớ không, tên viêm thác kia từng gọi điện thoại cho cháu. Nghe cô nhắc, tưởng Bách Xuyên cũng đã nhớ ra, lúc mới xảy ra chuyện, ông ta từng sử dụng kế dụ rắn ra khói hang bằng cách vô tình để đồng bọn của viêm thác cứu anh đi lúc đó ông ta bày kế với ý định một hòn đá ném hai con chim đối phương đi hỏi tội nhấp cửu la thì ông ta vừa có thể kiếm được manh mối mới vừa có thể mượn tay cô để xử đẹp đối phương mà có khi sau chuyện ấy cô sẽ gia nhập vào tổ chức không ngờ kế ấy thành đạn xịt một hòn đá ném hai con chim cái quái gì ném xong còn không nhận được tiếng đá rơi ấy chứ, đầu tiên là khi viêm thác được cứu đi, phe ông ta hy sinh chị Hoa. Tùy nói chị Hoa chỉ là người bầu bạn của cha quẻ chứ không có liên quan gì với ông ta nhưng mỗi khi tước trà nhắc tới, ông ta lại thấy xấu hổ. Tiếp theo là đối phương chẳng đến hỏi tội nhấp cửu la mà chỉ gọi cho cô một cuộc. Khi ấy ông ta còn tưởng sau cuộc điện thoại đó sẽ có gió bào ẩm ẩm, ai ngờ pháo lép. Tưởng Bách Xuyên rất đỗi ngạc nhiên, ừ nhỉ sao cậu ta không có động tĩnh gì hết thế hay là đang chờ thời cơ làm một võ lớn nhấp cửu la đáp lúc đó số điện thoại của anh ta không hiện cháu cũng không gọi lại được sáng nay dậy cháu thấy một cuộc gọi nhỡ của dây số ẩn thời gian gọi là sau chuyện đêm qua chủ nói xem có thể là anh ta không cháu cảm thấy có gạo mua bảo hiểm bất động sản cũng không ai gọi lúc nửa đêm tưởng bách xuyên mừng rơn có thể lắm nhưng cậu ta tìm cháu làm gì nhấp cửu la đáp cháu đoán là chúng ta không thể liên hệ với bọn họ bọn họ cũng đâu có cách liên lạc với chúng ta cũng không thể cứ truyền lời qua mã ngố được đợi anh ta gọi lại cháu sẽ nghe và thăm dò ý đồ của bọn họ chúng ta giữ liên hệ mọi lúc đi tuy đang ở trong phòng ngủ ấm áp nhưng khi bỏ điện thoại xuống tưởng bách xuyên vẫn cảm thấy xung quanh có gió quả thật ông ta quá lỗ mãng luôn tự tin như hình thâm tối qua nên cứ thích làm gì thì làm, để rồi hôm nay mới phát hiện ra tình thế không còn nằm trong tay mình nữa. Có người gồ cửa, tưởng bách xuyên hoàn hồn, chỉnh lại áo ngủ rồi hàng giọng ai đấy? Người đứng ngoài cửa là hình thâm, chủ tưởng, dưới nhà dọn cơm rồi. Chủ xuống dưới ăn hay để họ mang lên ăn riêng? Lần này vì lý do an toàn, bọn họ không trở về giam cửa cũng không thuê phòng tại khách sạn mà thuê một căn nhà ba tầng với đầy đủ trang thiết bị và phòng ốc dư thừa trong thôn. Mặt khác họ còn gửi tiền ăn để chủ nhà nấu cơm giúp, rất tiện lợi. Tưởng Bách Xuyên đáp, mang lên đi, chúng ta ăn riêng. Vùng nông thôn không chú trọng cách bày biển, bữa sáng được chủ nhà đặt thẳng lên bàn nhỏ, sau khi vào mang phòng thì đặt bàn lên giường là có thể ăn luôn. Tưởng Bách Xuyên đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống đối diện hình thâm. Chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào, ông ta đành khách sáo, bánh rán này ngon lắm, đầy đủ hương vị thôn quê, cháu ăn nhiều vào. Hình thâm gắp một chiếc bánh, lại chẳng có tâm trạng ăn uống, chú tưởng, hôm nay mồng tám rồi. Tưởng Bách Xuyên đáp rừng rưng, ừ, đúng vậy. Hình thâm tiếp tục, tối qua xảy ra biến cố, hôm nay chúng ta lại không đến đâu khi Nam Ba, chẳng biết đối phương sẽ có phản ứng gì. Tưởng Bách Xuyên do dự không biết phải nói sao cho uyển truyền, hình thâm à, đêm qua châu châu không chịu tấn công gã to con kia, có vẻ lạ nhỉ. Hình thâm gật đầu, vâng, trước nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng châu châu không biết nói, không thể hỏi được gì. Chuyện này không đơn giản, nếu còn xảy ra nữa thì rất khó giải quyết. Hình thâm cũng cảm thấy không đơn giản à, thế thì đề rồi. Tường Bách Xuyên hỏi dò, cháu nói xem có khi nào tên to con đỏ là cú đất không? Hình thâm không đáp, sau một thoáng yên lặng anh ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên cho Tường Bách Xuyên nhìn thấy mặt mình. Chú tưởng, chủ nói vậy là đang nghi ngờ năng lực của cháu hả? À? Tưởng Bách Xuyên thở dài. Ông ta biết hình thâm rất tự cao nên mới nói chuyện lòng vòng nhưng hình thâm đã nói thẳng thì ông ta cũng không thể vòng vo nữa. Ban này chủ nói chuyện với nhịp nhỉ, nó bảo đêm qua lúc đi về đã trông thấy viêm thác được đồng bọn cứu đi và nghe được vài tin tức tên to con đó là củ đất hình thâm phản bác ngay không thể nào tưởng bách xuyên nhặt một chiếc bánh rán lên cần một miếng to rồi lại củi đầu uống nước canh trong bát mi có thể lắm chứ bọn họ cũng tiến hóa như con người vậy tiến hóa đến độ mất mùi khai trên người cùng đâu có gì lạ răng chó tưởng bách xuyên biết ngay anh ta sẽ nhắc tới răng chó người ta có câu nhìn cả vấn đề từ một phía mà có thể răng chó chính là một phía không thể đại diện cho tất cả được nói xong ông ta tiếp tục uống canh không nhìn hình thâm nữa không cần nhìn cũng biết nét mặt anh ta rất khó coi nhưng chẳng sao cả có phải trẻ con đâu tự mà nghĩ đi đầu vì thời thế chứ có ai thấy thời thế nhường đường cho người chưa thời buổi này chỉ có người củi rất lâu sau lâu tới mức bữa cơm của ông ta sắp xong rồi hình thâm mới nói có lẽ Ala à không nghe được đầy đủ, loại như gã to con kia chỉ là một cá thể đặc biệt. Đúng vậy, có thể gã đó là một cá thể đặc biệt, nhưng cũng có thể răng chó mới là cá thể đặc biệt. Hình Thâm này, nói thật với cháu, Thẳng Đao là người tài giỏi của nhà giao mà còn năm đó, nếu nhà chó cũng không còn tác dụng thì e là chủ tưởng cháu phải tỉnh đường lui rồi. Hình Thâm không có nét mặt gì nhưng cầm hơi banh ra, "Chủ tưởng, chú nói vậy là có ý gì?" tưởng bách xuyên cười là như cháu nghĩ đó những người mất tích chủ sẽ nghĩ cách tìm sau đó chúng ta cứ sống yên ổn qua ngày thôi hình thâm sống yên ổn qua ngày là thế nào tưởng bách xuyên cảm thấy đau đầu ông ta thưởng thức hình thâm thật nhưng khi anh ta cứng đầu cũng rất khó giải quyết hình thâm nói cô đất ốm máu ăn thịt người không ghê răng nay chúng còn có hình dạng con người và chẳng rõ số lượng chẳng lẽ bọn chúng mỏ ra thế giới con người là để làm từ thiện? Chú tưởng, chúng ta cứ để mặc bọn chúng vậy à? Vì sao khi vào động săn củ, tổ tiên chúng ta cũng chính là đội trùm khăn phải khóa trải cánh cửa tượng vang lại? Vì sợ củ đất xâm nhập vào thế giới con người, với bọn chúng, thịt người có khác gì thuốc phiện, chẳng bao giờ cai được. Tên răng chó kia cũng ăn thịt người ở thôn lưng bá tử rồi đó, chỉ cần gã không chết, kiểu gì cũng sẽ tái phạm chủ cứ mặc kệ hả ba nhà dao chó roi vì sao lại có nhà giao? nhà dao săn củ cũng giết củ a à la cầm dao sống dao chết dao sống chủ săn dao chết chủ giết nếu có củ lọt ra ngoài thì đó là trách nhiệm của cô ấy cô ấy cũng định mặc kệ luôn à những câu hỏi mặc kệ à nối đuôi khiến tường bách xuyên nổi giận ông ta đập tay xuống bản suýt thì làm đổ cả bát mì trước mặt hình thâm cháu cũng nói là tổ tiên chúng ta là đội trùng khăn. Đó là cả một đội quân với số người, thực lực và trang bị đứng đầu thời đó. Còn nay thì sao, cháu nói chuyện trách nhiệm với nhiếp nhỉ thì nó sẽ bỏ điêu khắc đi săn củ, giết củ à? Hình thâm nhìn bát mi còn rung nhẹ trên bàn, bát vẫn là bát nhưng nước dùng lại là một bóng sáng lắc lư. Anh ta nói, a la nên trở về. Viêm thác bị đánh thức bởi một cây nóng bứt rứt như lửa thiêu. Thế nhưng đó không phải là mơ mà thật sự có một ngọn lửa màu đỏ cam lướt qua khóe mắt anh đó là do nhấp cửu la dịch que lửa đi. Đây là que lửa dùng để rác hơi, có thể giữ lửa lâu, có tay cầm quấn vải thủy tỉnh cách nhiệt. Trong phòng sáng trưng, rèm cửa được kéo tung để đón ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng. Nhấp cửu la hỏi, tỉnh rồi à? Cô xé miếng băng dính dán trên miệng anh ra và cất cả đoạn băng dính chói tay chân anh, lát nữa sẽ rất là đau anh cần phải thở bằng miệng thả tay chân anh ra là để anh tự khống chế bản thân chứ tôi không có sức giữ anh lại đâu tự anh nghĩ cho kỹ anh nảy mầm rồi đầu viêm thác nổ tung mặt tái đi đâu nhiếp cửu la chỉ vào bên dưới bụng sườn ngực và cả đùi anh tự xem đi viêm thác cúi đầu xuống xem quả nhiên trên những vết thương đó đã có những thứ như sợi tóc màu đen xoăn xoăn mọc lên mà có thể là do tác dụng tâm lý viêm thác bắt đầu cảm thấy những nơi ấy đang ngứa ngáy Nhấp cửu la còn miêu tả cho anh anh có muốn sở thử không mềm và dai kéo dài ra còn có thể bắn trở về má còn sở nữa nhìn thôi đã thấy ghê rồi chỉ cần nghĩ tới chuyện trong vết thương của mình mọc lên thứ kinh khủng này thôi là đã đau đầu rồi viêm thác nghiêng đầu đi túm lấy thành sofa cô bắt đầu đi Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 45. nhấp Cứu la mím môi dịch mọn lửa về phía xương quai xanh của Viêm Thác. Hơ lửa quả thật là một cực hình, chẳng mấy chốc Viêm Thác đã không chịu đựng được nữa. Tay anh run giấy, gân xanh trên trán và cổ gồ lên, những giọt mồ hôi lăn đều xuống đất. Ngay khi anh sắp sụp đổ, nhấp Cửu La đã dịch que lửa đi và quơ lấy một túi gì đó mềm mại mát rượu dán vào bên vết thương của anh lông mi viêm thác đã chìm trong biến mồ hôi. Anh có mở mắt thì nhìn thấy đó là một túi nước cái kiểu túi giữ tươi đổ nước lạnh vào rồi hơ đầu túi lại. Anh lại ngó sang bên, trên bàn trà chất đống những chiếc túi mũm mĩm tương tự, có cả chai nước khoảng đã mở nắp và một chiếc ống hút cầm trong chai. Cô chuẩn bị rất đầy đủ, điều khác là một công việc tinh tế, người có thành tựu trong lĩnh vực này chắc chắn cũng rất cẩn thận. Nhấp cửu la nói, viêm thác, tôi hỏi anh chuyện này nhé viêm thác cười khổ cô nhiếp cô thật biết chọn lúc để hỏi từ tôi qua đến giờ cô cứ luôn miệng hỏi nhiếp cửu la đáp anh có thể không trả lời cơ mà tôi không phải người hẹp hòi không trả lời tôi vẫn chữa cho anh cùng lầm là anh đáp tôi chữa kiểu vui vẻ không đáp tôi chữa kiểu không vui viêm thác hơi dù đầu nếu không vì hết sức anh sẽ bật cười thành tiếng nói nhẹ nhàng như thế chữa kiểu không vui không đáng sợ tí nào vậy. Anh nói, cô hỏi đi. Ảng chừng mặt túi nước kẻ sát ra anh đã không còn lạnh, nhấp cửu la lật ngược túi lại. Làn da nơi ấy đã đó đậm, có thể tưởng tượng được anh khó chịu đến nhường nào. Nhấp cửu la rời mất đi, bọn gấu đen truy đuổi bên răng cửa tới cùng chỉ để chút giận cho anh thôi à. Viêm thác lắc đầu, nói thì nói thế thôi chứ tôi cảm thấy. Không phải vậy, ngay từ lúc biết đâu to có thể ngửi được mùi của răng trò, bọn họ đã rất để ý. Mà người đứng đầu còn từng hỏi cha quẻ về con trai mình khiến người ta cảm thấy con bà ta bị cha quẻ bắt cóc. Nói cả một đoạn dài cổ họng anh khô đi, nuốt nước miếng cũng như bị bỏng. Nhếp cửu la bỏ túi nước xuống, chia chai nước có ống hút ra, con trai á. Con trai của củ đất ư muốn giơ tay đón lấy chai nước nhưng vừa cử động viêm thác mới phát hiện ra cánh tay mình tê cứng như bị bắt chết vào thành sofa. Anh đành cúi đầu uống qua ống hút. Đúng thế, con của củ đất thì cũng sẽ là cú đất, mà trong tay răng cửa chỉ có một củ đất duy nhất. Châu châu à, viêm thác khẽ lắc đầu, lúc đầu tôi cũng đoán là nó nhưng thấy. Không giống lắm, có cảm giác như người thủ, khác biệt. Nhếp cửu la đặt chai nước khoảng về bản, có chịu nhé, đợt thứ hai. Ngọn lửa lại dí sát vào. Viêm thác hít một hơi dài để lấy sức chịu đựng. Anh luôn cảm thấy mình muốn gào lên thật điên cuồng nhưng lại phải cắn răng chịu đựng. Anh bắt mình tập trung sự chú ý vào túi nước, liên tục thôi miên bản thân, sắp rồi, sắp rồi, túi nước sắp đến rồi. Đợt thứ hai kết thúc, viêm thác nằm liệt trên sofa thở hồn hình. Chẳng dô là mồ hôi hay nước mắt chảy đầy xung quanh khiến mắt anh cay cay. Túi nước tiếp tục đắp lên người nhưng viêm thác chẳng thấy thoải mái. Anh có cảm tượng như linh hồn mình đã rời khói xác, đang bay bổng trên không trung nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng. Giọng anh cũng thành xa xôi, cô nhiếp, còn mây đợt nữa. Nhanh thôi, 17, 18, 19 đợt gì đấy? Viêm thác đang tràn trẻ hy vọng với đoạn đầu của cô thì lại rơi tôm xuống vực sâu khi nghe nốt cả câu. Nhưng tới đợt thứ ba anh vẫn gồng mình ngồi dậy, biết làm sao được anh đã nảy mầm rồi đây là cuộc chiến của anh với mắm dễ anh lùi một bước mắm tiến một bước mà mảnh đất của anh không thể thiếu mất một ly trải qua một nửa số đợt trị liệu người viêm thác chim trong bể mồ hôi nhiếp cửu la cho anh nghỉ giữa chừng và cấm khăn lông tới lau người cho anh viêm thác bỗng nhỏ tới tôn chu lần trước các cô cũng chữa cho tôn chu thế này hả nhiếp cửu la gật đầu đã lâu cô không nghe thấy cái tên tôn chu nữa cũng chẳng rõ anh ta đang ở đâu tính theo thời gian khả năng cao anh ta đã phát bệnh và bị nhốt vào bệnh viện tâm thần với danh nghĩa người bệnh cực kỳ nguy hiểm phải nhốt kỹ cô nói về chuyện chính tôi qua anh bảo chỉ cần có thể giúp anh rời khói đó thì tôi muốn gì cũng được câu này còn tác dụng không đang giây phút quan trọng anh nào dám nuốt lời viêm thác cô nói đi nhấp cửu la anh bảo anh là nhân vật nhỏ, tôi cảm thấy. Cùng không phải quà nhỏ, lúc anh đi cùng răng chó, có thể thấy rõ là anh ta khả sợ anh. Sau này anh bị bắt, đối phương còn tốn công đi cứu. Tối qua khi anh mất tích, tên gầu đen kia cũng luôn gọi điện thoại tìm anh, có vẻ rất lo lắng. Viêm thác im lặng một thoáng mới cười diễu. Nếu cô là một con chó của người đứng đầu thì dù địa vị cô nhỏ, người khác cũng vẫn để ý cô. Nhấp cửu la do dự, là Di Lâm đó à? Lâm Hỷ Nhu, cô còn nhớ khi mình bị bắt cóc nhốt chung với răng chó trong toilet, viêm thác từng bảo răng chó là, dì Lâm bảo rồi nêu mày ngoan ngoãn, tao đến đây đón người. Còn mày không ngoan, tao tới chờ xác. Răng chó không sợ viêm thác mà sợ anh nói này nọ trước mặt đi lâm lực. Dì Lâm này rất có quyền, sau này xem điện thoại của viêm thác, khi thấy một loạt cuộc gọi của Lâm Hỷ Nhu. Cô còn ngạc nhiên, mẹ viêm thác đã liệt từ lâu rồi, sao còn gọi nhiều cuộc thế? Kết hợp với những gì viêm thác nói tối qua, người đầu tiên đã xuất hiện ở nhà tôi từ trước khi tôi sinh ra rồi. Thì có vẻ cú đất giả danh mẹ anh, tu hú chiếm tổ chim khách nhân tiện nuôi lớn anh chuyện này cũng có thể giải thích luôn cho câu hỏi vì sao quan hệ của viêm thác với củ đất lại kỳ lạ như thế. Bên ngoài anh có vẻ là ma cọp, nhưng bên trong lại ngắm hỏi thăm cách giết củ đất viêm thác im lặng rất lâu nhấp cửu la cũng không hỏi tiếp chỉ nhìn mấy vết thương còn phải hơ lửa khi nhìn tới vết thương ở đùi cô bỗng nghĩ sang một chuyện may ghê nếu vết thương này dịch sang một đoạn trùng giữa thì chắc chắn cô sẽ không hơ lửa hộ tuy cô học mỹ thuật từng về mẫu nam khóa thân và nghiên cứu tượng david nhưng dù sao đó cũng là vì nghệ thuật nếu để anh tự hơ mà lại không biết chừng mực nhờ hơ hỏng thì cô nhiếp cô muốn cái gì Câu nói đột nhiên xuất hiện này khiến nhiếp cửu la sợ run lên, làm rớt cả túi nước. Cô còn nghĩ bụng, chỉ cần mặt ngoài nghiêm túc sẽ chẳng ai biết đâu cô nghĩ gì. Nhiếp cửu la hàng giọng nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình định nói gì. Dù sao anh cũng phải quay về và kế cho bọn họ đêm qua anh đi đâu. Vết thương trên người cũng không che giấu được, chỉ bằng. Anh cứ bảo anh bị răng cửa bắt rồi nhưng lại chữa thương và thả anh đi với ý muốn giảm hòa cũng nhờ anh hỏi giúp một câu phải làm sao bọn họ mới chịu thả bọn cha quế ra. Viêm thác im lặng, mài một lát sau mới ngẩng đầu nhìn cô. Nhếp cửu la mất tự nhiên, sao vậy? Cô nhiếp, cô luôn bảo mình là người bình thường, chẳng liên quan gì tới răng cửa, chỉ muốn lo việc của mình chứ không có hứng thú gì với răng chó hay củ đất. Nhếp cửu la nhíu mày nghĩ bụng, đúng thế, bây giờ cô vẫn nghĩ thế mà. Cô không ý thức được là những việc cô đang làm thật ra là đang nhúng tay vào rồi ư. Tôi vẫn khuyên cô như hôm nào, nợ tiên thì trả bằng tiến, qua lại lâu dài kiểu gì cũng có tình cảm, càng về sau càng khó dứt. Nếu cô không có hứng thú thì đừng nhúng dù chỉ một món tay vào chuyện này. Biết đâu một ngày nào đó cô lại bị kéo vào. Nhếp cửu la cất lời anh, tôi biết chừng mực. Rất nhiều người trước khi ngã ngựa đều tin chắc rằng mình giỏi cưỡi ngựa. Nhếp cửu la cầm que lửa để trên bàn trà lên, gỗ cạch cạch mấy tiếng. Dưới phản xạ có điều kiện, da đầu viêm thác tê dần. Nhếp cửu la nói, tiếp tục. Những đợt sau vẫn là cuộc du ngoạn trong địa ngục. Tay nghề của Nhếp cửu la tốt đến độ người ta muốn chửi thể. Cô có thể nướng ra anh thanh chảy mà không đen, thơm mà không chín và tiếp tế túi nước ngay trước khi anh hết chịu nổi. Có một lần trong lúc nghỉ giữa hai đợt. Viêm thác hỏi cô có thể để anh ngất luôn đi trong cơn đau không? Ngất đi rồi sẽ đỡ bị dày vò thế này. Câu trả lời của nhiếp cửu la khiến anh sờn gai ốc. Không được, ngất đi trong cơn đau thì cũng sẽ tỉnh lại vì đau thôi. Mà nhờ em ngất đi, ý chí rời rạc, mất kiểm soát thì sao? Quả thật cô rất biết cách đánh trúng điểm yếu. Trong khi người ướt mồ hôi vì cây nóng, viêm thác vẫn có thể túa mồ hôi lạnh. Vậy còn không bằng chết luôn. May mắn nó chỉ là một thứ cảm giác, thời gian trôi đi sự dày vò khó chịu đến mấy cũng sẽ kết thúc. Mấy đợt cuối cùng viêm thác đã chết lặng đi, mồ hôi chảy sạch, hai hàm răng cần chặt vào nhau đến mức chẳng biết cắn răng là gì nữa. Cổ họng khô như bỗng dưng bị vứt vào sa mạc khi thấy cô lấy nắp thủy tỉnh dập tắt ngọn lửa. Anh còn ngạc nhiên. Sau đó mới ngỡ ra, xong rồi à? Nhếp cửu la, xong rồi. Vậy là xong à? Hơ hết chưa? có chắc là không bỏ sót nơi nào không? Viêm thác nhìn xuống hông mình, những mầm đó bị đốt sạch rồi hả? Nhếp cửu la nhật khăn giấy lên, quét hết rác trên mặt bản và thùng rác, mắm nào? Có mọc đâu? Viêm thác sửng sốt, mây cải. Bà này cô hỏi tôi có sở thử không đây? Nhếp cửu la thân nhiên, cái đó à? Tóc tôi. Thùng rác đã đầy không thể chứa thêm được. Cô lây chai nước khoáng đã hết ép chỗ rác đó xuống. Tôi lấy mấy sợi tóc hơ qua lửa để định hình dối để lên. Phải cho chút áp lực, anh mới biết sợ và phối hợp. Nếu không anh vừa khóc vừa la thì mệt lắm. Viêm thác câm nín. Anh muốn đáp trả mấy câu nhưng thật sự chẳng còn sức nữa. Nhắm mắt lại là thiếp đi luôn. Viêm thác bừng tỉnh trong tiếng mở cửa và tiếng sột soạt của túi bóng. Mặt trời đang lặn, ánh nắng chiều xuyên vào cửa số mang một màu vàng trơn bóng như trứng vịt, cũng cuốn theo chút gió lạnh trên người anh đắp một chiếc chăn, còn nhiếp cửu la đang nhận đồ ăn ngoài từ tay người giao hàng. Lúc đóng cửa, viêm thắc nghe thấy anh chàng giao thức ăn lễ phép nói, cảm ơn chị. Sau đó nhiếp cửu la sách theo một đám túi lớn túi nhỏ đi vào. Cô đặt hết những chiếc túi lớn lên bàn trà, dậy rồi à? Tôi đoán anh cũng sắp dậy, thay đổ rồi ra ăn cơm, ăn xong anh có thể đi rồi. Nói rồi cô đưa mấy chiếc túi to qua, cố gắng không để vết thương dính nước, ba ngày đầu đừng tầm. Nếu không chịu đựng được thì lau qua thôi, đầu tóc có thể gội. Viêm thác nhận lấy, áo của anh đã thành mảnh vụn, quần cũng không còn nguyên vẹn nên đúng là phải thay đổi mới. Anh nhìn lướt qua chiếc túi, bên trong có đủ cả, không chỉ có áo khoác, áo phông, quần dài mà cả tất vào quần lót cũng có. Dù không phải hàng hiệu nhưng cũng là nhân hiệu bậc trung chỉ mua được ở thị trấn. Nhếp cửu la mở túi thức ăn, tôi bảo người giao đồ ăn vào trung tâm thương mại, nhờ người bán hàng lựa hết mọi môn, chắc là không tệ lắm đâu. Mồ hôi của anh nhiều như tầm, thay hết mọi thứ thì tốt hơn. Viêm thác, thế tiên. Nhếp cửu la không buồn ngừng đầu, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ cho anh tài khoản để anh trả lại tôi. Vậy thì được, viêm thác đi vào toilet thay đồ, kích cỡ quần áo phù hợp, mặc lên người rất vừa vặn anh nhét hết quần áo cũ mới thay vào trong túi để khi nào đi thì vứt luôn thể rửa mặt xong đi ra nhấp cửu la đã ăn cơm rồi phần cơm của anh cũng được mở nắp mùi thơm bay khắp nhà thật ra cũng chỉ là mì hấp bình thường bánh mẻ có nhân và hai món xảo không quá ngon nhưng viêm thác đã đòi ngầu nên ăn rất ngon còn uống sạch cả nước ăn xong trời cũng tối hẳn viêm thác rút khăn giấy lau miệng tôi đi dây Nhếp cửu la gật đầu, đẩy một chiếc điện thoại qua. Viêm thác sửng sốt, của tôi à? Anh cấm lên xem, điện thoại đang tắt nguồn nhưng nhìn từ bề ngoài và vết xước trên tấm dán màn hình thì đúng là điện thoại của anh chẳng qua có thêm một chiếc ốp đen thôi. Nhếp cửu la nói, tôi dân một cây kim trong ốp, không có việc gì đừng sở lĩnh tình. Khi nào gặp răng chó? Cô nói nhỏ lại, chọc nó vào vết thương của anh ta, vết nào cũng được. Đã hiểu viêm thác cắt điện thoại đi đứng dậy nhếp cửu la tiễn anh đến cửa phòng nhìn anh đi ra ngoài mấy bước cô bỗng nhớ ra một việc viêm thác viêm thác quay lại nhìn cô nhếp cửu la nói anh phải nhớ trong những chuyện này không có tôi đâu trong những chuyện này không có cô cô luôn ở đọc sách điêu khắc tượng để tham gia triển lãm trong căn nhà nhỏ trồng đủ thứ hoa có ở thành phố phồn hoa phía nam thỉnh thoảng đi xã giao nhận phong văn hoặc bay đi thăm thủ khắp nơi. Trong những chuyện này không có tôi đâu. Viêm thác đáp, cô tin tưởng tôi thể cơ à? Nếu tôi cứ kéo cô vào chuyện này thì sao? Nhấp cửu la không đáp chỉ hết chiếc cầm xinh xẻo lên. Bể nghệ nhìn anh như đang suy nghĩ có nên xử lý mấy chiếc xương của anh ngay bây giờ không? Viêm thác bật cười, tôi đùa thôi. Khi quay đi lần nữa, anh thì thào, có thể làm người bình thường, quả thật rất tốt vừa ra khói khách sạn, một luồng khí lạnh đã ập vào mặt khiến da viêm thác co lại. Anh dùng mình, túm chặt áo khoác rồi ngần đâu nhìn trời. Giữa bầu trời đêm có vô số những bông tuyết li ti nhảy múa trong gió. Hôm nay là mùng tám, tiết đại tuyết vừa qua. Trận mưa tuyết không lớn hôm trước đã lũ lượt kéo tới rồi. Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 1995, mưa nhỏ. Người mình càng lúc càng nặng đi siêu âm bác sĩ bảo lần này là con gái. Tên của tiểu thác là Đại Sơn đặt thì tên con gái sẽ do mình đặt. Mình luôn thích cái từ khai thác này. Đáng ra tên của tiểu thác dùng chữ thác thì đứa thứ hai dùng chữ khai là đẹp. Nhưng con gái mà tên viêm khai thì khó nghe lầm. Đặt tên là viêm tâm vậy. Tâm tâm, nhũ danh là khai tâm vui vẻ, cũng là bé ngoan của bố mẹ. Từ khi mang thai tâm tâm, tiểu thác gần như được giao cả cho song tử. Mấy hôm nay tiểu thác đã thân với song tu hơn cả mình. Mình muốn ôm mà tiểu thác biểu môi không cho. Mình mới bóp miệng con đùa là, tiểu thác à, môi con biểu như mỏ vịt rồi. Mẹ mua cho con con vịt nhé. Cuối cùng tiểu thác cũng cười nhưng chỉ một lát lại đi tìm gì song tú. Mình rất là buồn, cũng rất ghen tị nhưng biết làm sao được. Trong bụng còn một đứa nữa chẳng thể phân thân được. Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 1995, trời trong, hạ trí. Hôm nay đi khám thai, đáng lẽ song tử sẽ đi cùng mình nhưng tiêu thác bị cảm, cứ họ mài, mặt đỏ bừng lên, rất là thương. Mình bảo song tú ở nhà chăm tiểu thác và gọi cho Mẫn Quyên bảo cô ấy xin nghỉ nửa ngày đi cùng Minh. Mãn Quyên có đi cùng mà cứ lâm nhảm suốt dọc đường. Cô ấy bảo, đại sơn nhà em đâu, con có phải của một mình cậu đâu. Hỏa ra đại sơn chỉ phụ trách tạo người, còn đâu không cần biệt gì nữa hả? Mình vội vàng giải thích với Mẫn Quyên là Đại Sơn bận đấu thầu xây dựng trung tâm thương mại trong thành phố, dạo này còn chẳng có thời gian lo chuyện ở mỗ nữa. Không biết có phải mình đa nghi không mà dạo này luôn thấy Mẫn Quyên tranh chua. Cô ấy bảo, đàn ông phải kiểm soát cho kỳ, Đại Sơn nhà cậu bây giờ nhiều tiến, mấy đứa con gái ham tiền ngoài kia thèm lắm. Mình bảo không có chuyện đó đâu, đại sơn rất lo cho gia đình hết bận là về nhà ngay có đuổi cũng không đi mẫn quyên lại bảo tất nhiên rồi nhà cậu có cô bảo mẫu sinh thế cơ mà nói vậy là có ý gì chứ trong lúc bực bội mình bỏ mẫn quyên ở đó đi một mình luôn bạn thân mà cứ nói móc nghĩa trên đường về nhân tiện đi qua chợ rau mình ghé vào mua mấy quả lê về trưng đường phèn cho tiểu thác uống không ngờ lại gặp trường hy cái tên ngỡ ngắn này đi mua cá bảo người ta mổ xong mới phát hiện không mang đủ tiền. Người bán nổi cáu chửi ầm lên, trường Hì thì đơ ra như cọc gỗ mặc cho người ta mắng chửi. Mình tức giận đi qua trả tiền rồi mắng lại, trường hy kéo vội mình đi, bảo là sợ người ta đánh mình. Mình chẳng sợ đâu, giờ bụng mình đang có một đứa, thử động vào xem. Có dám đánh à? Trường Hì đưa mình về nhà, dọc đường đi, mình luôn cảm thấy cậu ta muốn nói gì đó. Mình hỏi có phải trong nhà túng thiếu không? Bảo cậu ta muốn vay tiền thì cứ nói, đừng ngại. Trường Hy ấp úng một lúc lâu cuối cùng mới bảo, chị Lâm, chị. Đuổi cô bảo mẫu nhà chị đi. Vì sao chứ? Mình vội hỏi, song tú đánh tiểu thác nhà tôi à? Trường Hy vội vàng lắc đầu, chỉ còn mỗi chị không biết thôi. Ngoài kia người ta đều bảo. Cậu ta nhìn bụng mình, không dám nói nữa. Mình hỏi thêm thì cậu ta chạy mất. Chắc chắn là có chuyện gì không hay nhưng lại sợ nói ra là mình động thai. Mình lo lắm, chắc không bị mẫn quyên nói chúng chứ. Lúc về đến nhà mình mở hé cửa như ăn trộm, sau đó mới thấy mình ngớ ngẩn, mấy hôm nay Đại Sơn không có nhà, mình định bắt gì chứ. Cửa phòng tiểu thác không đông, mình lên lút đi qua thì thấy tiểu thác đang nằm trên giường nghe xong từ kế truyền thuyết. Hình như là kể khoa phụ bắt mặt trời. Khoa phụ bảo không gì có thể ngăn cản việc mình mang mặt trời về cho mọi người. Ông ấy gặp biết bảo hiểm chờ cuối cùng mất hết sức lực ngã xuống. Nhưng ông ấy không cam lòng vẫn ra sức bám tay bò lên phía trước bám đến mức ngón tay chảy máu lộ cả phần xương trắng hiếu cũng vẫn cứ bám. Chuyện thiếu nhi thời nay viết ghê quá vậy không giống câu chuyện hồi nhỏ mình được nghe gì cả. Mình nghe tiểu thác hỏi. Thế, thế tay của khoa phụ hỏng rồi à? Song Tú đáp, đúng thế, đến chết ông ấy cũng không bắt được mặt trời, còn hỏng mất ba ngón tay, rất là thê thảm. Tiểu Thác nhăn mặt, lại đếm ngón tay tựa như mình cũng đau lắm vậy. Nhìn cảnh ấy bỗng dưng mình bật cười. Trích từ nhật ký của Lâm Hỉ Như. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.